đi đâu ta? Mới về đâu rồi? Nay sexy ha. Em sexy bữa giờ nè. Trời ơi, đồ nó chạy. Bữa nay có gì em lên em xả đó nha mấy bà. Bữa nay có gì em xả đó nha. Nè em mới về mấy con siêu cấp nè. Xé siêu cấp nè mấy chị. Đó. Có mạt luôn nha mấy bà. Đây nè. Đó, cái mạt như vậy mới gọi là xét đoạn thương nè nha mấy chị ơi. Xét đoạn thương cao tiền lắm chứ không có rẻ đâu. Đó. Con này khách mua cao đó mấy chị, nhưng mà chưa có mặt nha. Đó, nhờ em bạch lại nè. Con này size M giùm em nha mấy chị, hàng của đoàn thương nha, chính chủ đoàn thương nha mấy chị đây. Cái áo nó cũng có cái tem như vậy, mà cái quần, cái váy nó cũng có cái tem như vậy luôn ha. Như vậy mới gọi là hàng đồng thương nha mấy chị. Rồi xếp này khách mua cao. Bây giờ bạ cho mấy chị xếp này nhiêu giờ. Đầu like để cho mấy chị xếp này nhiêu. 300 đi. 300 đi nha mấy chị. Cái này người ta mua cao lắm mấy bà ơi. Người ta mua 700-800 xếp này nè. Đó. Để cho mấy chị 300. 300 men nha. Đồng thương nha mấy chị ơi. Thôi để 280 đi mấy chị ơi. 280 đi cho lẹ nè. Đó. 280 nha. Đó. 280. Nè chị, nó bình thường vậy nè. Nó mua mà nó chưa có mặt size M. Đó, tem đoàn thương đàng hoàng chứ không phải hàng lên đâu chị. Chứ không phải hàng lên đâu. Mấy cái hàng này mới gọi là siêu cấp nè. Đó. Rồi để cho 280 nha, hàng new nha mấy chị ơi, mua về chưa có mặt luôn. Đẹp lắm. Thì nó là dây. Nè. Đó. Ok chị yêu nè. Cảm ơn chị Diễm. Nè chị, mạc đầy đủ hết nè. Váy cũng có mạc mà áo nó cũng có mạc luôn nha. Con này người ta mua cao lắm. Con này người ta mua cao lắm đó mấy bà. Chị nào mà có xài hàng đồng thương rồi biết rồi, hàng tiền triệu á, 700-800 gọi là rẻ đó mấy chị. Chứ mấy cái hàng này là hàng tiền triệu không á. Em mua cái bữa em mua cái set len kia xong á là 850 rồi đó mấy bà. Set len. Em gửi link á chị, em gửi link là em like á. Bây giờ gửi link cái nó hiện cái gì đâu không à. Không phải quên mà tại vì em kẹp cái này nè, em kẹp cái cây cài này phía sau đặng cho nó gọn tóc của em nè. Chứ không phải em quên. Rồi. Nè. Về tới mấy ấy lận. Đây. Nè, hàng này hàng có rộng luôn nha mấy chị. Đó. Con này hàng có rộng luôn nè. Rồi cái này lấy em để cho mấy chị cái con này 180 đi. 180 giùm em. 180 nha. Đó. Hàng có rộng luôn, mấy hàng này là hàng siêu cấp nè. Đó. Đâu có đâu, thấy bình thường à. Rồi con này bà nào xe ớt thì lấy giùm em nha mấy chị. Bà nào xe ớt thì lấy giùm em nha, để cho 180 thôi. Hàng này hàng siêu cấp nha mấy chị. 180 nha. 180. Ok chị Quỳnh nè. Cái này để em tháo ra, nó đang bóp cái này là xe ớt á, để em tháo cái này ra cho chị Quỳnh đi, chị Quỳnh mặc mới vừa. 180 cho chị Quỳnh nè. Mấy cái hàng này là hàng siêu cấp không mấy chị, chứ không phải hàng ấy đâu. Con
Con trắng có cánh chí sao, có cánh lại nè. À, con đó hàng của Miu, con đó tới 1,2 triệu lần, con đó tới 1,2 triệu lần. Rồi cho chị Tú Quỳnh 108. Em cảm ơn chị, cảm ơn chị. Rồi em lên tiếp nè. Rồi có một cái con siêu cấp này là chắc dạ nha mấy chị, chắc dạ giùm em. Hello anh Chảnh, đây đó, dạ giùm em nha. Tan của nó là tan đá nha mấy chị nè, nguyên một ấy luôn nè, thấy chưa, tan nó là tan đá giùm em nha. Rồi xếp này ai lấy em để cho mấy chị 300 nha, nó kêu em bán 350 á, nó kêu em bán 350 á, mà bán không có được cái giá 350 đâu mấy chị, tại em không có chuyên về mấy cái hàng này, em không có chuyên về mấy cái hàng này. Nhưng mà nó đang vô cái mùa nè đó, cũng nè, con này là new luôn nha mấy chị ơi, hàng siêu cấp vô giùm em luôn nha. Đó kêu em bán 350 đó mà bán không được, nó để cho chị 300 nha. Nè tan của nó là mấy cái này là nút đồng hết nha mấy chị ơi. Nè mấy chị coi hàng siêu cấp người ta nè, nó còn mấy cái tan này là đá hết nha. Đó rồi để cho mấy chị 300 set này nha mấy chị. Nè váy của nó là nè, nó gắn chăm đá hết luôn nè, thấy không đó, đây thấy chưa đó. Rồi để cho mấy chị 300 set này nha, 300 để ở bên nhà của bà dì chị bán cà phê á. Set này 300, set siêu cấp á mấy chị, 300. Hoa trắng to phía sau. À con này hả, con này em có hình nè, con này hàng new giùm em anh Chảnh ơi. Để anh 700, để cho anh 700 gì, 700 luôn đi, em bán 750 á. Để anh 700 không, cái mẫu này em có ốp nè, nè em có ốp trên tường nè, 700 nha, hàng new nha. Con này đợt mới ra cao lắm chị, hàng 1,5 triệu á mấy bà. Lông là lông vũ nha, nè mấy bà coi lông vũ nè đó. Rồi để cho 700. Bông trắng là anh này phải không, hay là cái xét, hay là cái xét, hay là anh hỏi cái xét. Rồi em lên tiếp nha, em la em xả mấy cái này nè mấy bà. Cái này cái tan của nó đâu ta, đây con này nó có cái tan nữa, cái tan hoa của nó rồi đây nè đó. Xét giùm em nha mấy chị, xét này hàng new nha, xét này hàng new giùm em. Con này nó có cái tan nữa đó nè, nó sẽ như vậy nha mấy chị ơi. Rồi new giùm em nha mấy chị, giải ha, giải rất là đẹp luôn. Con này giải rất là đẹp luôn nha mấy bà. Nè váy là váy bí giùm em nha, ở trong nó có lót quần nha mấy chị, váy bí ở trong có lót quần giùm em nha. Nó có cái nơ hoa nè mấy bà, nó có cái nơ hoa nha. Rồi set này ai lấy giùm em, hàng new mấy chị ơi, hàng new giùm em. Set này ai lấy em để cho mấy chị 150 nha, 150 hàng new giùm em, 150 hàng new giùm em. Giải đẹp nha, giải rất là đẹp nha mấy chị. Đó là nó đẹp lắm luôn mấy bà ơi, giải rất là đẹp luôn. Rồi để cho mấy bà 150 thôi mấy chị ơi, hàng new nha, new 150 giùm em, 150 nha, set 150. Để em gắn lại cái đây, chưa có gắn nữa. 150 giùm em nha mấy chị. Rồi set giùm em đi mấy bà đó, set nha. Còn set này là hàng thanh lý giùm em nha mấy chị ơi, set này hàng thanh lý giùm em nha. Đó đẹp lắm luôn, tối em bán 120 này, giờ để cho mấy chị 100 ngàn, để cho mấy chị 100 ngàn nha mấy bà. Phía sau là bo thun nha, nó set này 100 giùm em nha mấy chị, set 100 nha, giải đẹp lắm mấy bà ơi, hàng thanh lý nha, thanh lý nha, nhưng mà còn mới lắm đó, thanh lý còn mới lắm nha mấy bà. Đó để mấy bà 100 ngàn, tối em bán 120 á. Rồi đây xét nữa nè, đó xét giùm em nha. Cái áo nè, để em kéo lên nó bị tuột.
đó. Cái quần đó nè mấy bà, quần là quần ống rộng siêu dài giùm em nha. Đó. Rồi xét giùm em đi mấy chị ơi, xét. Xét trắng nha, xét trắng nè, lấy em để cho mấy chị xét trắng nè. Đây. Đẹp chưa? Sang lắm mấy bà. Đó. Xét này ai lấy em để cho mấy chị 190 nha. Xét trắng 190 giùm em, size M. Size M nha mấy chị. Xét trắng 190 size M giùm em nha. Ở trong nó có mướn ngực luôn mấy chị. Ở trong nó có mướn ngực giùm em nha. Đó. Nè. Rồi 190 giùm em, xét trắng 190. Hello chị Dũng Hiền, chị Thu Hoài. Ủa Thu Hoài phải khách em không ta? Chị ơi phải chị khách em, khách của em không vậy? Khách cũ không vậy? Phải chị không? Phải chị không chị? Ủa cái điện thoại đâu rồi? Mày hôm qua tôi bút mẹ đi. Tao giả cái chết nè, tao đang like nha. Ủa? Dạ chị. Rồi 190. Hello chị Dũng Hiền. Trời ơi bữa nay chị Hoài vô ủng hộ. Bữa nay chị Hoài vô ủng hộ. Ủng hộ em đi chị, có mấy set đẹp lắm chị ơi. Em like bằng buổi tối là không có thấy bà luôn á. Em like khuya là không có thấy bà luôn á. Chị Hiền bữa giờ không thấy chị like. Như chị nghỉ bữa giờ hả chị Hiền? Rồi em lên tiếp nè. Dạ dạ. Dạ dạ mấy cái set này em lấy size M không mà chị. Mấy cái hàng này vô M không mà. Nè có cái set này đẹp nè mấy chị. Đó. Bên hông nó vậy đây. Áo là áo rất tốt nha. À vậy hả chị. Rồi đó kèm khoác giùm em. Chân váy nó nè. Hello chị Na. Đó có quần ở trong hết nha. Rồi con này cũng size M. Con này size M nha. Đó đa số đồ em là size M nha mấy chị. Size nào mà lớn hơn hoặc là nhỏ hơn sẽ báo nha. Đó. Rồi set này hàng new nha mấy chị ơi. Rồi set này ai lấy em để cho mấy chị 120. 120 giùm em nha. Áo rất tốt nè. Kèm cà vạt nè mấy chị. Đó chân váy nè 120. Set này đẹp nè. Set này đẹp nè mấy bà, có 150 thôi, nặng chì luôn á, giả đẹp lắm mấy chị ơi. Con này cũng hàng new giùm em, nó có cái tan, có cái cài nè. Ủa rồi cái cài làm gớt đâu nữa rồi. Đó, cái này 120 giùm, ý 150 giùm em nha. 150. Nó có cái hoa đá nữa. Cái nơ đá nữa, rồi mới đây em dục đâu rồi. Rồi cái này để cho mấy chị 300 set siêu cấp nha mấy chị. 300 set siêu cấp giùm em nha. Mấy cái này là tan đá hết nha. Nút rồi nút đồng nha mấy bà. Đó 300. Rồi em lên tiếp. Đây. Dễ thương chưa mấy bà. Có niệm nha. Cái này có gọng nè. Đó nó có gọng giùm em nha mấy chị. Đẹp lắm luôn nha. Nè chung váy nè. Ở trong nè. Có quần hết giùm em nha mấy bà. Đó size M giùm em luôn. Đó xét nha, xét này à, lấy em để cho mấy chị luôn, xét nè mấy bà ơi. Xét xám giùm em để cho mấy chị 190 nha. Xét xám 190 giùm em nha mấy chị. Hàng này là hàng chính chủ nha mấy bà ơi, có gọng đàng hoàng nè. Đó, gọng đứng ngay ngực nha mấy bà. Xét 190 giùm em, xét 190 giùm em nha. Giải đẹp lắm mấy chị ơi. Cái con này đẹp lắm, mang bót lên nó xuất sắc luôn á. Con nó mà mang bót lên là xuất sắc luôn á mấy bà. Rồi em lên tiếp nha. Em có mấy cái 190 cho chị nè. Dạ ok chị. Giải đẹp lắm chị con này á. Con này hàng chính chủ giải đẹp lắm.
chị An. Hello chị. Rồi em lên tiếp nha. Có cái con này hàng body nè mấy chị. Body hàng của Kelly chặn giùm em nha, size M. Đó. Rồi con này á nó cúp ngực nha, mặt cái nó tôn dáng lắm mấy chị. Con này nè, đá nó nè mấy bà. Đó. Hàng Kelly chặn mắt lắm mấy chị, hàng chính chủ giùm em nha. Rồi ai lấy con này em để cho mấy chị 160. 160 giùm em nha mấy chị, hồi tối em bán 200 á. Rồi xả cho mấy chị 160 nè, có mấy cái gọng đứng nè mấy chị. Gọng ngực đứng nè, nó làm cho đứng cái form ngực nha mấy bà ơi. Rồi để cho mấy bà 160 hàng của Kelly chặn nha, cúp ngực ở đây nó xuyên thấu nè. Đó. Rồi size M giùm em. 160 size M, 160 giùm em nha mấy bà. Size M 160. Rồi set này. Set này đang hot trend luôn mấy chị ơi. Nè. Đó. Bông nè, áo nè, áo yếm nha. Đó. Ở đây là cột da cột, có cái dây cột nè, đó, cột phía sau nè, thấy không? Rồi set này mấy bà ơi, ở đây thì nó lông. Set này cũng size M giùm em luôn nha. Set này size M rồi, ai lấy em để cho mấy chị set này 190 luôn. 190 giùm em nha mấy chị. Set 190 giùm em nha. Đó, set 190 nha. Mẫu này đang hot trên nè mấy bà. 190 giùm em. Rồi. Hồng. Đây. Set 190 cho chị nha. Ok chị.